Alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Channel TV của mình. Thì như video lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài KineMaster ở trên máy tính rất là đơn giản bằng cái trình giả lập rất là nhẹ. Tuy nhiên video lần này mình sẽ tiếp tục làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách cài cái KineMaster không cần cái chương trình giả lập nha các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Rồi điều đầu tiên chúng ta vào ở trên trình duyệt nha các bạn nhé. Các bạn gõ chữ extension này, extension có chữ S cho các bạn nhé. Chúng ta vào mentor này, ở ngay chỗ có chữ Chrome Web Store này các bạn nhé. Các bạn kích vào đây nhé, rồi nó vào cái cửa hàng Chrome trực tuyến nha các bạn nhé. Ở chỗ thanh tìm kiếm này các bạn này, các bạn gõ chữ Android, Android Online Emulator, bấm Enter nhé các bạn nhé. Rồi ở phía bên này các bạn, nó xuất hiện cái Android Online đây các bạn nhé các bạn. Rồi chúng ta bấm vào cái thêm vào Chrome nhé các bạn. Chúng ta bấm thêm này, extension vào nhé. Mình nhắc lại là cái này không cần cài cái chương trình giả lập nha các bạn nhé, vẫn chạy được KineMaster ở trên máy tính. Ở phía trên các bạn để ý một chút, có một cái biểu tượng ở phía trên cùng phía bên tay phải ấy. Ở trên cùng các bạn này có chữ Run Android nhé, chúng ta kích vào đây, nó vào một cái trang web apkonline.net. thì các bạn cái này chờ một chút nhé các bạn nhé. Ở đây có một cái thanh thì chúng ta bấm vào Start này. Cái này chờ một chút để nó tự động nó vào các bạn ạ. Cái này mình thấy cũng rất là hay. Các bạn có thể chỉnh video thì các bạn vào cái KineMaster ở trên máy tính làm rất là thuận tiện và nhanh. Ok các bạn này, click đi ok nhé. Chúng ta kích vào Enter này. Chúng ta tiếp tục chờ tầm khoảng 30 giây. Cái này nó tự động nó vào nha các bạn. Các bạn không phải làm gì cả, mình chỉ chờ thôi. Ok chứ các bạn. Ở đây có một cái cửa sổ nó hiện lên đấy các bạn. Bây giờ chúng ta vào cái Play Store này. Đây các bạn. Rồi nó bắt đăng nhập vào cái tài khoản Google Play nhé các bạn nhé. Các bạn có tài khoản email thì là mình điền vào thôi. Đây mình có tài khoản rồi các bạn nhé. Mình điền vào. Các bạn có thì các bạn điền vào tài khoản các bạn gõ vào thôi. Chúng ta bấm đồng ý này. Chúng ta bấm kéo xuống dưới để nó xuất hiện cái bảng này các bạn nhé. Bấm Accept này. Rồi ok, nó vào cái giao diện Google Play rồi các bạn. Các bạn bây giờ muốn tải chương trình gì thì gõ vào đây và về sử dụng thôi các bạn. Ví dụ như mình bây giờ cài KineMaster nhé các bạn nhé. Ở trên chỗ tìm kiếm này, bây giờ mình gõ chữ KineMaster. Đây, nó phía dưới đây các bạn này. Rồi, bây giờ mình Enter đây các bạn. Continue này.
này tải rất là nhanh các bạn. Rồi xong rồi các bạn nhé, các bạn mở lên này, open lên nhé. Chúng ta bấm cho phép này, allow này. Rồi các bạn thấy giao diện nó xuất hiện rồi các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ admin. Rồi, xin chào.